Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Anh Báo đang có trong tay một khẩu hàng nóng bỏng tay với tên gọi chất chơi người rơi là Đại Bàng Sa Mạc phiên bản đầu tiên. Thế nhưng thời gian đã khiến nó bị kẹt cứng cả rồi, sau khi tắm cả khẩu súng trong dung dịch thù địch của dỉ sét cùng với tài quay tay thiên bẩm. Cuối cùng anh cũng tháo được nòng súng ra, phía trong thì dỉ sét ngập lối, thảo nào mà nó rối cứng ngắc như vậy. Lau sơ rồi nhét một khối sáp vào trong nòng, anh bắt đầu ngâm tất cả ngập trong dầu suốt 24 tiếng, và đây chính là kết quả. Anh tiếp tục phun chất chống dỉ và tháo gỡ các bộ phận rời ra với nhau, dù rằng vẫn đau đáu nỗi đau bị cắm sừng. Nhưng công việc giúp anh nguôi ngoai đi phần nào, cuộc tình của anh từ thích thích, thành thôi thôi rồi bye bye luôn lúc nào chẳng hay. Mà thôi, cũ nó mới kỹ chứ mới thì nó lại hay mẻ, dù rằng khi bị anh phát hiện ra, cô gái ấy vẫn gần cổ cãi. Anh mới là cuộc đời còn những người khác chỉ là cuộc chơi mà thôi, nghe nó lại xúc động đậy quá cơ. Ông anh này được cái từ xưa đến nay, giận ai ít để bụng lắm, toàn để trong đầu thôi, quyết tâm phải tìm được một cô người yêu mới ngon ngọt hơn để thiên hạ trầm trồ. Nhưng kiều nữ thì chỉ đi với đại gia, nên anh đành cắm đầu vào công việc, quyết chí làm lại cuộc đời để ngẩng cao đầu với người yêu cũ. Chữ khinh to chà bá là thứ anh muốn đá vào mặt cô ta. Ô kìa, đang đến đoạn cay cú mà máy móc lại trục trặc thế nhỉ? Cũng may là dù bóng đèn bị hỏng, nhưng máy vẫn hoạt động tốt, chỉ đáng tiếc là chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng quá trình biển đổi hay ho đó mà thôi. Sau đó anh pha sơn theo một tỷ lệ đặc biệt, tạo nên màu đen huyền bí rồi phun lên các bộ phận đã tháo ra. Rồi đặt tất cả vào máy sấy. Phần tay cầm khá cáu bẩn, nhưng khi kỳ cọ sạch thì những họa tiết hiện lên cực kỳ rõ ràng và xịn sò. Phía trong nòng súng còn rất nhiều cặn bẩn cần loại bỏ, anh cẩn thận cố định nó vào khung, rồi thọc que vào ngoáy lung tung trong đó. Dù đã sạch, nhưng phía trong có một vài vết xước, anh thử cho dầu vào trong, ngâm một lúc xem có thay đổi gì không. Nhưng đáng tiếc là chẳng có gì xảy ra cả, nhưng thôi, phía trong là một vị trí nhạy cảm không thể can thiệp. Anh bắt đầu mài rũa sạch những bộ phận nhỏ hơn, ông anh này là một tên phù thủy, hay là một thiên tài hóa học nhỉ? Anh sử dụng rất nhiều dung dịch đủ màu sắc để phục vụ cho quá trình phục chế của mình, kỳ giã tay các bộ phận mới xong. Anh mài bóng mịn ở phía trong nòng. Và rồi bắt đầu lắp ráp mọi bộ phận lại với nhau, trông không đến nỗi quá khó khăn như anh đã lo sợ. Bàn tay vàng trong làng bị cắm sừng truyền đạt kinh nghiệm đến các bạn là nếu như một cô gái sống quá phóng khoáng thì cứ cho cô ta thoáng qua đời bạn. Chứ ai nặng tình là thằng đó thua đấy nhé, quay tay toát mồ hôi mông thì những bộ phận cuối cũng đã được hoàn thiện. Nòng súng chạy mượt như đường trượt nước rồi, đỉnh thật sự chứ, anh hoành thiện với phần tay cầm sang xịn mịn. Rồi sau đó, lấy từ kho báu của mình một hộp kẹo, nhưng kẹo này không hề ngọt ngào đâu nhé. Nhìn thôi mà bún đậu đã muốn lạnh sống lưng rồi, anh bình tĩnh cho từng viên đạn vào trong. Khẩu súng ngay lập tức vào việc, đỉnh của chóp luôn anh ơi, tài giỏi như này thì xứng đáng có 10 người yêu luôn. Cùng quan sát pha biến hình cực kỳ xịn sò, đến từ những trò hay ho và thú vị của anh Báo này nhé. Bạn cảm thấy thế nào, có xứng đáng tặng anh một like ngay và luôn không nào? Chỉ vì tối qua giật mình sau cơn mê, anh nhọ vô tình giật phải sợi lông mũi của vợ, thế là trời chưa sáng anh đã bị táng sấp mặt phải chạy ra khỏi nhà. May mà còn vơ vội được một số đồ mang theo, anh cong mông lao ra biển vắng, bỏ xa tiếng la mắng của nóc nhà. Nước nơi này trong vắt, lấp lánh như pha lê vậy, cảnh sắc đẹp đến như này thì chắc anh cũng quên luôn nỗi đau thể xác rồi. Chứ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà bún thấy cảnh nơi này sinh động và căng tràn sức sống VL. Ngoại trừ quả ba lô như cái bang của anh, ô, một con cá mập kìa các bác, anh lao xuống ngay trước mũi nó. Đến cá mập còn không làm gì anh, nên số anh chắc vẫn chưa tận, anh nhọ tự tin bản thân vẫn chưa đến lúc hẹo trong tay vợ được. May mà có thằng bạn nối khố, biết số anh hèn VL, nên đã mang theo dụng cụ săn mồi đến cho anh, sau khi nổi lửa trên cạn lấy động lực. Anh nhọ lao xuống đáy biển tìm kiếm, cảnh sắc tăm tối như cuộc đời của anh vậy. À kia rồi, ánh đèn chiếu sáng tương lai của anh là đây chứ đâu. Có vẻ là một chiếc cá mú cực kỳ xịn sò đấy nhỉ. Anh vào một gia đình ven biển xin dùng nhờ dụng cụ làm bếp. Và rất nhanh đã phi lê được cho mình những miếng cá ngon nhất giữa cảnh biển bao la rộng mênh mông. Anh cùng anh bạn gói cá vào giấy bạc và chờ đợi cái kết. Chà, đúng là hương vị của tự do, của cuộc sống không bị áp bức chính là đây. Tuyệt vời thật sự, cuộc sống mà cứ như này thì anh quyết định đi 6 ngày 6 đêm, vợ gọi mới về. Mong rằng cuộc sống của anh sẽ bớt bất ổn hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video, bún đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún đậu yêu tất cả các bạn.